Chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vùng Cao Sơn La. Đây, hôm nay tôi có lên nhà chú Thuận thì chú ấy đang làm một cái lò sấy, làm sấy để dành riêng cho sấy cánh và thân nhé, cánh và thân nỏ này. Lò sấy này tối nay bắt đầu sẽ cho lên nỏ nhá, sẽ bắt đầu hoạt động. Chỗ này chỉ đốt ngày đêm. Đây là cái phần phần trên này là để gác cánh và thân nỏ này. Chỗ dưới này sẽ là cái đốt củi cháy ngày đêm luôn. Nghĩa là ngày nào cũng đốt để cho sấy những cái gỗ ở trên này nhé các bạn nhé. Đây là cái gỗ này, cái gỗ này là gỗ cây gỗ sâng để làm cái cánh này này. Đấy. Cánh cánh nỏ này này. Phục vụ Rồi, cho không nói. Nói phục rõ cho cây nỏ gọi là nỏ khổng đây là cái nỏ khổng lồ nhá. Cánh dài 2 mét. Cái này đang chuẩn bị vào ép ép cánh nhỉ ông nhỉ, nó khổng lồ mà. Còn đây chú đang làm một cái nỏ của người người dân tộc Giao và Tây Nguyên, cái này khu Tây Nguyên, cả cái tổng giao dân tộc Dao, khu Tây khu Tây Nguyên Nguyên, Tây Nguyên. đó. Đấy, còn cái này là của dân tộc Mông. Dân tộc Mông. Còn cái này là đại diện cho người Mường, nhưng dùng cái này phần lớn là Mường Thanh Hóa. Mường Thanh Hóa. Nó đẹp hơn thì đại diện cho người Mường. Đang làm, có nghĩa là sắp hoàn thiện rồi. Còn riêng Đây là Mông này, à đây là Mông này, Mường này. Đây là Mường đấy, nhưng mà phổ biến là Mường Thanh Hóa. Mường Thanh Hóa này. Còn Mường Hòa Bình thì đây. Đây là Mường Hòa Bình đây. Đấy. Đấy. Có mỗi một tỉnh nó lại có cái đặc thù khác đấy. nhau. Mường Hòa Bình thì nó đơn giản hơn. Nhưng mà để giải thiện cái người Mường ấy thì mình sẽ lấy cái Mường Thanh Hóa nó đẹp hơn. Mường Thanh Hóa sẽ đẹp hơn đúng không? Đấy, đẹp hơn. Đấy. Còn kia là của người Dao. Người Dao hoặc là có cả khu Tây Nguyên. Tây Nguyên cũng dùng cái này từ lâu rồi. Dao với khu vực Tây Nguyên. Đấy. Đấy, Tây Nguyên đấy. Đại diện cho mỗi một dân tộc đấy, ba dân tộc. Nhưng mà nói chung nhá, nói chung là nỏ này nó gần như kiểu đồng nhất, nó chỉ thấy khác là một tí gọi là tượng trưng thôi. Đấy, tượng trưng để người ta giới thiệu văn hóa thôi. Giới thiệu văn hóa thôi, còn nó gần đồng hóa nào hết. Cái cánh khổng lồ này thì mình cũng định làm video rồi, nhưng mà cái này đang phục vụ cho quốc gia nên cái này mình sẽ không 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 đăng lên nhé. Đây là bí mật quốc gia nên phải giữ bí mật.